Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin vui lớn và kỷ lục, một họ đạo đón nhận nhiều gia đình xin rửa tội theo đạo Công giáo chỉ trong một ngày. Xin cầu nguyện cho các gia đình. Kính thưa cộng đoàn, sau đây quả là một tin rất vui và tuyệt vời. Tạ ơn Chúa vì 7 gia đình đã xin rửa tội làm con Chúa chỉ trong một ngày. Điều đó minh chứng rằng họ đã chủ động đi tìm hiểu về đạo Công giáo và khuất phục bởi chân lý lời Chúa. Tác giả Nguyễn Thủy chia sẻ, Chúa Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022 vừa qua là ngày vui lớn với gia đình giáo họ Trại Kênh khi có 7 gia đình theo đạo trong một ngày. Thánh lễ trọng thể và đầy hân hoan này do cha chính xứ Suse cử hành tại nhà thờ giáo họ vào hồi 15 giờ giờ thánh của lòng thương xót. Nghi thức tiếp nhận dự tòng được cha chủ tế cử hành trước khi bước vào thánh lễ. Những người dự tòng được khảo hạch những câu hỏi liên quan đến ý nghĩa của ơn đức tin và sự sống đời đời mà đức tin mang lại. Đó là những điều họ sẽ lĩnh nhận trong bí tích gia nhập đạo. Những người đỡ đầu cũng được đề nghị trả lời xác nhận sự chuẩn bị xứng đáng của những người sắp chịu phép. Trong bài giảng lễ, căn cứ vào phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật tuần 22 thường niên 5C, cha chủ tế chia sẻ về con đường khiêm nhường và yêu thương thực sự của Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu muốn những người đi theo Ngài thực hiện. Theo cha, khiêm nhường sẽ giúp con người tiến xa trên mọi lĩnh vực. Ví như, một người muốn nhảy ra thì phải lùi lại và chạy lấy đà. Một người muốn nhảy lên cao thì phải nhún đầu gối xuống trước khi nhảy. Một em học sinh muốn học giỏi thì cũng phải có ý thức, mình còn thiếu kiến thức để ra sức học tập. Nhất là trong lĩnh vực thiêng liêng, khiêm nhường, giúp người ta nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa để yêu mến tôn thờ. Người kiêu ngạo sẽ không có được điều này. Yêu thương sẽ làm cho người ta quảng đại hơn với nhau, hòa thuận hơn với nhau. Chúa Giê-xu dạy, khi làm việc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù. Ông sẽ có phúc bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Thái độ của chúng ta thường là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Nhưng như thế thì đâu phải là yêu thương. Chúa Giê-xu dạy phải làm điều lành với người họ không có khả năng đáp trả. Như thế mới là yêu thương vô vị lợi. Cha chủ tế đúc kết và nhấn mạnh, con đường khiêm nhường và yêu thương phải là cung cách sống của các tín hữu, của các anh chị em chuẩn bị lĩnh nhận bí tích rửa tội. Như thế, để sống tốt đường lối này, các tín hữu cần phải sửa mình mỗi ngày, bởi vì khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Tự kiêu một chút cũng đã thừa. Trại Kênh là một giáo họ nhỏ bé thuộc giáo xứ Trang Quan, Đồng Giới, nằm ở góc sâu của huyện An Dương, Hải Phòng, như một xóm bãi của sông Kinh Thầy. Với khoảng 40 giáo dân chính thức sinh hoạt, con số 16 tân tòng trong 7 gia đình theo đạo hôm nay giúp cho nhân danh giáo họ tăng thêm ít nhiều. Mong cho những ngày tập trung của giáo họ được đông hơn, vui hơn, sốt sắng hơn. Thánh lễ hôm nay là dịp đặc biệt của giáo họ, nên anh chị em ca đoàn họ nhà xứ Trang Quan vượt qua tròn 20 cây số giữa trời nắng nóng sang phục vụ, cũng như là món quà tặng tinh thần quý giá cho anh chị em tân tòng. Hình ảnh Dương Hân. Tạ ơn Chúa, quả là một ngày đại hồng ân dành cho giáo họ. Nguyện xin Chúa đồng hành và nâng đỡ các gia đình tân tòng này. Xin Chúa sáng soi để nhiều người nhận biết ra Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.